kia lâu nay vẫn cháy trong tôi, trái tim vàng son. Hiện nay thì Hồ Hoàn Kiếm tại Hà Nội đang chật ních người rồi. Tuy nhiên thì khuôn mặt của ai cũng rất là hân hoan, bởi vì 2019-2020 đánh dấu một sự chuyển giao của một thập kỷ mới. Xin đừng ngần ngại. Một thập kỷ mới đang tới là lúc mỗi chúng ta nghĩ lại về 10 năm đã trôi qua. Sôi nổi, vui, khá vui ạ. Rất là vui ạ. Gieo hạt và năm 2020 này chắc là sẽ có được cái nhiều cái trái ngọt. Cùng những thành tựu đã đạt được. Trong 10 năm qua là việc em đạt được thành tựu to nhất là đỗ tốt nghiệp. Em có rất nhiều điểm 10 ạ. Tăng được thêm 20 cân thịt nữa. Và quan trọng nhất là tìm được bà xã mình. Và nói lên những điều ước của riêng mình. Năm sau con muốn đạt học sinh giỏi và được điểm nhiều điểm 10 ạ. 10 năm tới thì em có dự định sẽ trở thành một nhà sản xuất âm nhạc. 10 năm tới là em cũng phải 21 tuổi rồi. Em đang học đại học. Học đại học vẫn kiếm tiền được ạ. Em không biết nữa, cứ để tương lai nó tự khai sáng bản thân. 5 mới. Chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới.